Đây, quay trở lại, thử xét cùng so sánh giữa hai micro mới của hai media UHX5 với UHX7 để cùng xem nó có những cái tính năng gì khác biệt, và so sánh giá tiền thì phải thử coi cái nào nó sẽ phù hợp với lựa chọn của bạn hơn. Thì với cái X5 á, cái giá là 2490 tính là 2,5 đi. Cái này là 3290 là tính 33 đi. Về tính năng thì cái hai con đều có cái tính năng dò sóng hết. Volume thì cái X5 nó để tới 30, tức là 30 cái cung bậc khác nhau để mình điều chỉnh volume. Còn cái X7 mắc tiền hơn mà nó chỉ tới 16 thôi. Cầm trên tay thì cái mic của X7 này nó nặng hơn cái X5 khá nhiều, chứng tỏ là cái X7 này ở trong nó đồ nó xịn hơn. Ok, nãy vừa đánh giá hai cái mic này. Đầu tiên là X5 này nó hát. Công nhận là nó vẫn thua X7 nhiều. Cái chất âm trực tai này khác nhau là chất âm là chính. X5 nãy vừa hát là thấy nó hơi đuối, hơi yếu, mà trong khi con X7 á thì mở hai cái nó đều không hú. Hay chứng tỏ con X7 nó cái chế độ chống hú của nó tốt hơn. Đó, với là cái X7 hát thì nhẹ hơn, dễ hát hơn, khúc âm nó cái tiếng cho ra trong hơn. Thì chốt lại thì về đánh giá ngoại hình thì hai con này cũng chưa khác biệt lắm, nó chênh lệch khoảng, ví dụ X7 10 thì con kia nó cũng khoảng 9 thôi. Còn chốt lại cái chất âm thì X7 10 thì vụ đánh giá con X5 này nó được khoảng 7,5 thôi, nó chênh lệch khá lớn. Thì chất âm mới là cái đánh giá khác biệt với con X7 và X5 này. Đó là cái review đánh giá chất âm giữa hai con này của vụ.